Hello, xin chào anh em, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Hôm trước tôi còn nói là mỗi tuần đều sẽ có một tập cân kèo cho anh em xem. Và nhìn tiêu đề là anh em biết tôi không có hứa lèo rồi nhá. Hôm nay, Mi Game sẽ mang lên bàn cân hai nhân vật cực kỳ được yêu thích là Herobrine, huyền thoại Creepypasta đến từ Minecraft và Sans, cô bé người xương đến từ Undertale. Hai nhân vật này cân kèo khô máu với nhau, ai sẽ là người chiến thắng? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Có thể anh em sẽ không đồng ý với phân tích của tôi, nhưng mà video này vui là chính thôi mà. Không vui thì đợi khi nào vui rồi xem. Vào video thôi nào! Herobrine, cái tên mà bất kỳ game thủ Minecraft dù lão làng hay chỉ mới tập chơi đều đã từng nghe qua. Lần lại dòng lịch sử thì lần đầu tiên cái tên Herobrine được nhắc tới là ở trong trang web 4chan. Theo đó, sinh vật này là một bóng ma chuyên ám các hầm mỏ và xây các công trình kỳ dị. Tuy nhiên, chả ai quan tâm tới cả. Mãi tới khi một streamer tên là Copeland bắt đầu những buổi livestream có sự xuất hiện của Herobrine, câu chuyện Creepypasta này bắt đầu nổi như cồn trong khắp cộng đồng Minecraft. Và khoảng năm 2010, Herobrine là cơn ác mộng của bất kỳ đứa nhóc nào chơi Minecraft lúc bấy giờ. Và sau đây là câu chuyện cơ bản nhất, tiêu chuẩn nhất về nguồn gốc của Herobrine. Dạo gần đây tôi đã tạo một thế giới mới trong Minecraft về chế độ một người chơi. Ban đầu mọi thứ rất suôn sẻ và dường như không có gì bất thường. Và tôi bắt đầu chặt cây và chế tạo bàn làm việc. Bỗng nhiên, từ lớp sương mù dày đặc, tôi thấy một thứ gì đó đang di chuyển. Tôi đã nghĩ rằng đó là một con bò và đuổi theo nó với hy vọng sẽ lấy được một số nguyên liệu. Tuy nhiên, trái với những gì tôi kỳ vọng, đó không phải là một con bò. Đối diện với tôi là một thực thể, trông giống một người chơi với ngoại hình là nhân vật cơ bản, nhưng ở hắn ta có gì đó khác lạ. Đôi mắt hắn ta trống rỗng. Tôi không thấy có cái tên nào được hiển thị lên và phải kiểm tra chắc chắn rằng mình không ở trong chế độ nhiều người chơi. Hắn ta không nán lại lâu. Sau khi nhìn thấy tôi, hắn đã nhanh chóng chạy vào màn sương mù. Tôi vì sự tò mò đã đuổi theo, nhưng hắn đã biến mất. Tôi tiếp tục trò chơi với một đống suy nghĩ mờ mịt. Khi mở rộng thế giới, tôi đã thấy những thứ dường như không phù hợp với trình tạo bản đồ ngẫu nhiên. Đường hầm 2x2 với các ngọn đuốc làm từ redstone, những kim tự tháp cỡ nhỏ được xây dựng hoàn hảo làm từ cát trong đại dương và những lùm cây với tất cả những phiến lá đã bị cắt đứt, cứ như thể có một ai đó đang tồn tại trong thế giới riêng của tôi và xây dựng đống công trình này vậy. Cái suy nghĩ rằng có một người chơi khác đang tồn tại và ẩn nấp bên trong lớp sương mù sâu thẳm trong thế giới một người chơi của tôi cứ đeo bám lấy tôi, và tôi hoàn toàn không có một ấn tượng tốt đẹp gì về kẻ lạ mặt này. Tôi đã cố gắng tăng tầm nhìn của mình ra xa nhất có thể mỗi khi tôi nghĩ rằng tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của hắn ta, nhưng những gì đáp lại tôi chỉ là một lớp sương mù mờ ảo. Tôi đã lưu lại bản đồ và lên các diễn đàn tìm kiếm xem liệu rằng có ai gặp trường hợp giống mình không, nhưng không có ai cả. Tôi đã tự tạo ra một chủ đề trên diễn đàn và kể về người chơi lạ mặt đó và hỏi xem rằng liệu có ai đã trải qua những sự việc tương tự như tôi không. Tuy nhiên, bài viết đã bị xóa trong vòng 5 phút. Nghĩ rằng đây là một lỗi ngớ ngẩn, tôi đã đăng tải lại bài viết và thậm chí nó còn bị xóa nhanh hơn trước. Sau đó tôi nhận được một tin nhắn riêng tư từ người dùng có tên là Herobrine với dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn từ dừng lại. Và khi nhấp vào xem hồ sơ của Herobrine thì hồ sơ ấy hoàn toàn không tồn tại. Nhiều người cho rằng Herobrine chính là hồn ma người anh quá cố của Notch, nhà sáng lập Minecraft. Tuy nhiên, Notch đã lên tiếng rằng ông không có anh trai và hoàn toàn không có một mob nào được gọi là Herobrine tồn tại trong Minecraft cả. Nhưng dù nguồn gốc thật sự của Herobrine là gì đi chăng nữa, thì những mô tả về sinh vật này luôn luôn có điểm chung, đó là tạo hình ma quái của Herobrine. Hắn ta về cơ bản nhìn giống hệt với nhân vật chính trong game là Steve. Tuy vậy, Herobrine có đôi mắt phát sáng trong bóng tối, như thể chúng là một nguồn sáng vậy. Herobrine là một kẻ tàn bạo, lôi kéo, tâm thần, ác tâm và phản bội, được che giấu một phần bởi sự thân thiện giả tạo và hành vi tinh quái kỳ lạ. Mục tiêu ban đầu của hắn lúc nào cũng là không rõ ràng, cho đến khi hắn ta tiết lộ chúng. Herobrine không hề có chút thương xót nào với các nạn nhân của hắn. Hắn ta thích nhìn họ thu mình lại vì sợ hãi trước những tội ác khủng khiếp do hắn gây ra và giết họ sau khi họ hoảng sợ trước sự hiện diện của hắn. Xu hướng nhân cách điên loạn của Herobrine được thể hiện qua cách hắn ta tấn công và tra tấn người chơi một cách tàn nhẫn mà không hề hối hận hay có chút ngần ngại nào. Hắn ta trực tiếp ra tay giết người và thẳng tay ra đòn bằng mọi thứ mà hắn ta có. Kể từ lần đầu xuất hiện, ông kệ của Minecraft đã liên tục tra tấn, rình rập và giết hại bất cứ ai xung quanh hắn ta. Trên hầu hết mọi câu chuyện kể về Herobrine, hắn ta luôn được mô tả là một thực thể vô cùng mạnh mẽ và có quyền năng vô biên. Điều này khiến hắn ta là mối đe dọa tồi tệ nhất mà người chơi Minecraft có thể gặp phải. Hắn ta có thể sử dụng potions lên kẻ thù của mình, chủ yếu là Hamming Potion và Poison Potion. Tuy nhiên, Herobrine vẫn có thể nguyền rủa đối phương mà không cần sử dụng potions. Herobrine cũng có thể di chuyển với tốc độ khá nhanh, nhưng cần gì phải di chuyển khi Herobrine cũng có thể dịch chuyển qua những khoảng cách rất lớn mà không có giới hạn nào. Là một thực thể bất khả xâm phạm, hắn ta dường như sở hữu mọi khả năng của Steve trong chế độ sáng tạo, chẳng hạn như bay, chạy, chế tạo,
tàng hình, truy cập vào mọi khối trong trò chơi. Hắn ta cũng cực kỳ bền bỉ và có thể chịu được ngay cả những đòn tấn công mạnh nhất. Herobrine khi di chuyển thay vì bước đi như bình thường thì hắn ta lại lướt tới trước, giống như một con ma vậy. Chính điều này cũng khiến cho cơ thể của Herobrine có khả năng xuyên thấu, miễn nhiễm với mọi đòn tấn công thông thường. Herobrine cũng có khả năng chế tạo gần như bất cứ thứ gì ngay lập tức và khả năng phá hủy các khu vực rộng lớn trong vài giây, điều khiển các nguyên tố như là lửa và sấm sét. Hắn ta còn có khả năng thần giao cách cảm, cho phép hắn ta giao tiếp tâm linh và đọc được ý nghĩ của đối phương. Hắn ta cũng có thể sử dụng năng lực và thần giao cách cảm để kiểm soát tâm trí nạn nhân. Trên thực tế, hắn ta dường như biết hoàn toàn vị trí của từng người chơi mà hắn ta theo dõi, có thể làm mù người chơi trong vài giây, hoàn toàn miễn nhiễm với hiệu ứng hoặc lời nguyền từ potions và có thể vượt qua mọi cạm bẫy mà không bị phát hiện. Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta là một trong những thực thể mạnh nhất trong Minecraft. Đối với hắn ta, những con trùm trong trò chơi như Ender Dragon hoặc Wither thì cũng chả là cái gì. Ngay cả khi Herobrine bị giết, hắn ta rất có thể sẽ hồi sinh bằng cách xây dựng một đền thờ Herobrine. Ghê gớm hơn nữa, là một thực thể siêu nhiên, Herobrine có khả năng du hành vào các thế giới và trò chơi khác nhau từ những người chơi khác nhau. Hắn ta còn có thể dùng Internet như trong câu chuyện về Herobrine khi hắn ta khủng bố người chơi, yêu cầu họ đừng cố gắng truyền bá về sự tồn tại của hắn. Không người chơi nào từng đụng độ với hắn ta mà còn sống sót cả, ngay cả trong chế độ sáng tạo. Có đi theo nhóm để đánh hội đồng cũng hoàn toàn vô nghĩa vì Herobrine biết vị trí của mọi người chơi ngay lập tức và do đó có thể điều chỉnh chiến lược của hắn hoặc đơn giản là biến thành vô hình. Tuy nhiên, mặc dù có vô số năng lực, hắn ta không phải là toàn năng và có một số sai sót. Cụ thể, Herobrine không thể đi vào một số khu vực trong Minecraft như là The Nether và The End. Nghe đầu, nếu Herobrine bước vào hai nơi này, hắn ta sẽ mất hết năng lực. Nếu Minecraft có Herobrine thì trong Undertale cũng có một nhân vật thuộc dạng quốc dân. Ai chơi game qua rồi cũng thích, đó chính là Sans. Sans là một bộ xương có chiều cao hơi khiêm tốn, với nụ cười toe toét và có hốc mắt rất sâu. Trên tay Sans đeo một chiếc găng trắng và cậu mặc một chiếc áo khoác hoodie màu xanh, áo thun trắng và một chiếc quần lửng đen và đôi dép lê màu da cam. Mặc dù Sans là một bộ xương, cậu vẫn có đôi mắt với con người màu trắng và nó sẽ biến mất khi Sans trở nên nghiêm túc hoặc tức giận. Mỗi khi Sans sử dụng khả năng điều khiển vật chất bằng ý nghĩ, đồng tử của Sans sẽ nhấp nháy màu xanh lam và màu vàng. Đây cũng là màu sắc tượng trưng cho sự kiên nhẫn và công lý, cũng là tượng trưng cho tính cách của Sans. Một ngày đẹp trời, cậu và anh trai Papyrus xuất hiện từ hư không tại ở thị trấn Snowdin Underground, một vùng đất bên dưới bề mặt trái đất, nơi quái vật sinh sống. Không giống như người anh trai hào hoa và ồn ào của mình, Sans sống thoải mái và khá lười biếng. Về nguồn gốc thì thật sự không ai biết chính xác Sans đến từ đâu cả, tất cả chỉ là giả thuyết mà thôi. Mi Game tôi có làm một video về nguồn gốc của Sans rồi, anh em nào thích tìm hiểu sâu xa với nghe tôi chém gió thì qua video kia xem nhé. Ở đây tôi sẽ chỉ tóm gọn lại, dựa theo giả thuyết rằng Sans là con của Gaster. Gaster là một nhà khoa học lẫy lừng từng phục vụ cho hoàng gia. Ông được đức vua Asgore giao cho trọng trách là xây dựng nên khu trung tâm The Core. Đây là nguồn cung cấp năng lượng nhiệt điện để duy trì sức mạnh và hoạt động ở dưới lòng đất. Nhà khoa học tài giỏi này bị đoàn mệnh, ông có một thí nghiệm và vô tình bị rơi vào thí nghiệm của mình và bỏ mạng. Dù vậy, trước khi qua đời, ông đã kịp để lại những sáng chế để đời và một trong số đó là Gaster Blaster, một thiết bị hình đầu lâu có khả năng bắn ra tia laser. Đây cũng là vũ khí chính mà Sans sử dụng trong màn đánh boss nếu anh em đi theo đường diệt chủng Genocide. Việc một người lạ có thể sử dụng thành thạo kỹ năng của Gaster Blaster có vẻ là hơi không hợp lý. Do đó, Mi Game đã suy luận rằng Gaster và Sans có thể có mối liên hệ thân thiết, cụ thể là cha con. Sans có sở thích và nền tảng về khoa học. Phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của Sans là minh chứng cho điều này. Và nhiều người nói hồ phụ sinh hồ tử, có lẽ Gaster là một nhà khoa học lễ lừng, cho nên Sans cũng thừa hưởng được gen thông minh từ cha mình. Thừa hưởng gen di truyền là trí thông minh cùng với sự nhạy cảm về lĩnh vực khoa học. Sans đã tìm hiểu về những thứ gọi là vật lý lượng tử và về dòng thời gian trong thế giới Undertale. Tuy nhiên, cậu ta nhận ra rằng dòng thời gian của Undertale có gì đó không đúng khi cậu liên tục cảm thấy thời gian bị reset lại. Sans tinh ý tới mức phát hiện ra cậu là một nhân vật trong game và nhận ra bức tường thứ tư giữa thế giới trong Undertale và thế giới thật. Sans che giấu một số bí mật và một nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn bên dưới sự lười biếng của mình. Cậu ta là người đã giết bông hoa của chị Jack Flowey với nhiều lần hơn bất kỳ con quái vật nào khác. Sans có thể di chuyển cực kỳ nhanh chóng hoặc dịch chuyển tức thời bằng cách sử dụng thứ mà cậu ấy gọi là đường tắt. Khi chiến đấu, Sans sử dụng nó để di chuyển kẻ thù của mình thẳng vào một cuộc tấn công mới khi đòn tấn công cũ của cậu ta kết thúc, khiến những đòn đánh của cậu ta trở nên vô cùng khó lường. Một trong những khả năng đặc trưng của Sans và Papyrus là sức mạnh triệu hồi xương để tấn công đối thủ của họ. Trong khi các chiêu thức của Papyrus khá là dễ né tránh, Sans có thể triệu tập hàng đống xương một cách dễ dàng với tốc độ cao, khiến đối phương hoa mắt chóng mặt không biết đỡ được nào. Sans cũng có thể triệu hồi những khúc xương màu xanh gây sát thương khi chạm vào chúng. Vũ khí tiếp theo mà Sans sử dụng những chiếc đầu lâu bắn tia laser Gaster Blaster. Tuy nhiên, năng lực độc đáo của Sans là Karma, tạm gọi là nghiệp quật. Đối phương khi trúng đòn
không chỉ chịu sát thương ngay lúc đó mà đòn đánh còn khiến cho đối phương bị tụ nghiệp. Lượng nghiệp tụ lại sẽ ít hay nhiều sẽ tùy vào mỗi đòn đánh khác nhau. Khi tích đủ nghiệp, đối phương sẽ bị nghiệp quật và chịu thêm một số lượng sát thương khổng lồ. Kiểu như chúng ba đòn Gaster Blaster thì ban đầu chỉ chịu 3 sát thương, tuy nhiên đối thủ lại bị tích tới 30 karma. Và 30 karma này sẽ chuyển thành tận 30 sát thương, rút máu đối phương dần dần. Một khả năng đặc trưng khác của anh em xương khô Sans và Papyrus là điều khiển linh hồn kẻ thù, khiến chúng bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Tức là Sans có thể biến linh hồn đối phương như thành một vật thể hữu hình, tức là có thể cập nắm được. Khi bị dính chiêu này của Sans, kẻ địch bị hạn chế di chuyển và chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống được mà thôi. Sans cũng có thể sử dụng chiêu thức này để đứng im mà từ từ quăng quật đối thủ cho tới chết. Và nhờ vào khả năng phá vỡ bức tường thứ tư của Sans, cậu ta còn có một tuyệt chiêu rất đặc biệt nữa là tấn công vào tận menu của người chơi. Ngay cả một việc rất đỗi bình thường khi chơi game là chọn menu giờ cũng nguy hiểm chết người khi đối đầu với Sans. Cũng vì khả năng quái dị này, Sans biết được người chơi có đang save game và load game hay không. Cậu ta cũng thể đọc biểu cảm của anh em khi chơi và xác định xem anh em đã chơi màn này rồi hay chưa, rằng anh em đang lặp đi lặp lại màn chơi này. Ngoài ra, nếu tìm cách chỉnh sửa file save game, anh em sẽ mở khóa được một kết thúc ẩn gọi là Impossible Ending. Và dĩ nhiên, điều này cũng không qua mắt được Sans. Thanh niên kia sẽ gọi anh em là đồ hacker bẩn thỉu và yêu cầu nhà sản xuất phải sửa lại cái lỗi này ngay hoặc bổ sung thêm một ending mới. Nói chung giống như Hero Prime, Sans cũng có thể nhận thức được những sự việc đang xảy ra bên trong và cả bên ngoài trò chơi. Tuy nhiên điều này chỉ dừng lại ở việc Sans có thể chi phối được những gì xảy ra bên trong trò chơi thôi. Chứ còn những thứ bên ngoài như email, diễn đàn các kiểu thì Sans cũng đành chào thua chứ không có bá đạo được như Hero Prime. Ok, giờ chúng ta đã nắm rõ thông tin về hai đối thủ cũng như bộ kỹ năng của cả hai. Giờ thì cùng đặt chúng lên bàn cân thôi. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thì vẫn là câu hỏi như mọi khi. Lý do nào khiến cho Herobrine và Sans phải khô máu với nhau nhỉ? Theo mi game tôi thì lý do để khiến cho hai sinh vật này tấn công nhau do Herobrine đang tìm kiếm một nguồn sức mạnh bá đạo để trở thành toàn năng và nguồn sức mạnh này không đâu khác chính là 6 linh hồn trong Undertale. Với 6 linh hồn này trong tay, quyền năng của Herobrine sẽ tăng lên gấp bội và những hạn chế về sức mạnh của hắn ta như mi game đã đề cập ở bên trên sẽ không còn nữa. Dĩ nhiên, Sans dù có lười thì cũng sẽ làm mọi cách để Herobrine không có được sức mạnh này. Theo mi game tôi thì kẻ giành chiến thắng sẽ là Sans. Anh em fan Minecraft 20 năm đừng vội manh động nhé, từ từ nghe tôi giải thích cái nào. Đầu tiên, xét về sức mạnh cơ bắp thì phải công nhận rằng cả hai nhân vật này đều không có giới hạn rõ ràng, nên không thể có chuyện chiến thắng được quyết định bằng việc ai khỏe hơn được. Bộ skill của cả hai bên cũng là khá tương tự nhau, cả hai đều sở hữu những năng lực vô cùng bá đạo. Từ điều khiển vật thể bằng ý nghĩ, tạo ra được vật chất từ hư không, Herobrine có thể ném vọi khối vào mặt Sans, còn Sans thì có thể spam kill ném xương. Tuy nhiên, theo mi game thì cả hai đều không thể thật sự làm tổn thương được đối phương với khả năng này. Kiểu Herobrine có khả năng xuyên thấu nên chiêu quăng mấy bộ xương khá là vô dụng. Còn Sans là một bộ xương nên là lửa đốt điện giật của Herobrine cũng chả có tác dụng gì. Chưa kể cả hai đều có thể được xem là bất tử. Herobrine có thể tự hồi sinh, còn Sans thì ngay cả trong Undertale. Anh em đánh bại được Sans là do thanh niên này lười không thèm đánh tiếp nữa thôi. Dù anh em có đánh bại được Sans thì vì một lý do bí ẩn nào đó, tựa game lại không thể xác nhận rằng Sans đã chết hay chưa. Sans duy nhất chỉ có một điểm hơn Herobrine là ở tốc độ. Đúng là cả hai đều có thể dịch chuyển tức thời được, nhưng tốc độ ở đây là tốc độ ra đòn cơ. Mi game chưa bao giờ nghe chuyện Herobrine có thể spam nhiều chiêu tới mức khiến đối phương hoa mắt như Sans cả. Anh em có công nhận là màn đánh boss với Sans nó hỗn loạn vơ lơ vì có quá nhiều thứ xảy ra trên màn hình không? Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố quyết định cho chiến thắng của Sans trước Herobrine, mà nó nằm ở một tuyệt chiêu mà chỉ Sans mới có. Đó là tấn công trực tiếp vào linh hồn đối phương bằng nghiệp quật Karma. Như đã nói ở trên thì Herobrine là một linh hồn. Đánh thẳng vào linh hồn thì Herobrine dù có khả năng xuyên thấu cũng đỡ thế nào được. Đấy là chưa kể Sans có khả năng biến linh hồn đối phương từ vô hình thành hữu hình, khiến linh hồn cũng phải chịu sát thương vật lý. Ngoài ra, điểm khiến cho Herobrine đáng sợ nằm ở sự ma quái và khả năng điều khiển trí óc, khủng bố tinh thần của hắn ta. Tuy nhiên những kỹ năng này lại khá là vô dụng với Sans, bởi đầu óc của cậu ta có bình thường đâu. Làm sao mà có thể dọa được một kẻ vốn đã phá được bức tường thứ tư, một kẻ biết rõ mình là một nhân vật game và trò chuyện với người chơi như cơm bữa chứ. Nói chung, mi game tôi nhìn mãi cũng không thấy được Herobrine có chiêu thức gì có thể làm tổn thương hay kết liễu được Sans cả. Một thứ Herobrine tung ra, Sans lo được hết. Và dĩ nhiên, Herobrine cũng không có khả năng nào có thể kháng cự được khả năng thao túng linh hồn của Sans, trong khi đây lại là năng lực chủ yếu của Sans, nên có thể nói, mọi đòn mà Sans tung ra đều chí mạng với Herobrine cả. Và đó cũng là phân tích của mi game. Nếu như Sans đối đầu với Herobrine thì người chiến thắng kiểu này sẽ là Sans. Anh em thấy kết quả này như thế nào? Có cùng suy đoán với tôi không? Nếu không thì anh em nào nằm kèo Herobrine cứ bình luận ở phía dưới nha, để xem dự đoán của riêng anh em là như thế nào. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game. Đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, thứ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Và giờ thì tới tiết mục bạn hỏi Mi Game trả lời. Bạn Trọng Nghĩa hỏi, Mi Game là Mai Anh Tài phải không? Bạn hỏi khó thế. Thế Mai Anh Tài có phải Mi Game không? Bạn Perry hỏi, sinh nhật Mi Game ngày mấy vậy?
Mình game mới nôi 1 tuổi vào ngày 18 tháng 8 năm 2020 mới đây thôi nha bạn ơi. Bạn Thông Đỗ hỏi, anh Mi game có đẹp trai không? Tôi chờ câu hỏi này lâu lắm rồi, tôi rất là đẹp gái nha bạn ơi. Bạn Thời Tử Thiện hỏi, ông có phân tích game Phasmophobia không ông? Đéo. Bạn Nhật Trần hỏi, nếu ông bị bồ đá thì sao? Thì tôi đá lại bồ cho huề nhau chứ sao? Tập hôm nay tới đây thôi nha. Hẹn gặp anh em ở tập cân kèo tiếp theo. Bye bye!